Thưa thầy, một người tu pháp môn Thiền tông trước khi qua đời muốn hiến xác cho khoa học, có nên được hay không thầy? Bây giờ tu Thiền tông hiến xác thì được, nhưng mà có một điều là có chắc về Phật giới không? Chắc về Phật giới hiến xác được. Còn nếu mà lơ mơ đừng. Cái hiến xác này nó rất quan trọng lắm chứ không phải vậy. Nếu mà ở lại, nếu mà không giải thoát được hoặc là không giảng sanh được thì ở đi vòng vòng, không nên đi hiến xác. Bởi vì trong cái kinh tôi đã nói rất rõ về cái hiến xác không phải dễ đâu. Mình đạt được cái bí mật thiền tông mà khi mà mình mất rồi đó, đừng ở trong nhà, đi liền thì được. Bởi vì còn nếu mà ở đây thì dầu muốn không, cái xác mình vẫn còn, cái con người đó khó bỏ, phải bắt buộc đi theo cái xác. Từ khi đi thiêu cũng vậy, đi thiêu hoặc đi chôn cũng vậy, không nó cứ lẫn quẩn đâu, chứ không phải đâu. Nếu mà chắc chắn giải thoát, còn hoặc là giảng sanh lên cõi trời thì nên hiến xác. Giống như là mình ở đây nè, tôi sẽ đi một mình, nhưng mà biết đường đi không? Biết đường đi mới đi một mình, còn không biết thì người ta dẫn mình đi. Chứ đừng nói tôi gì cũng là bước ra đi, rồi khúc đó lại lên tới ngã ba ngã tư không biết đi hướng nào là chết, thấy không? Hiến xác cũng quan trọng lắm, thì phải cho kỹ. Thôi anh hỏi tiếp đi. Như vậy là mình nếu mà thiêu có được không thầy? Bây giờ thì chủ trương thế giới này đến thời văn minh là chủ trương người ta không còn địa táng nữa mà ta hỏa táng. Vì nên anh nhớ rằng tất cả những cái nơi nào bây giờ, thôi nói bây giờ mới giải phóng 40 mấy năm rồi, 45 năm, mà nó tăng cái dân số gấp 3 lần trước giải phóng, nên nhớ một điều. Rồi nếu 100 năm sau nữa, cái mình chôn đây nó sẽ mốc hết rồi, thấy không? Để cho dây, một là người ta sản xuất, hai là người ta làm nơi ở. 100 năm nữa nó không còn thế giới này, không còn cái giới đâu. Nó chỉ còn những cái di tích cần nhất để lại, người ta để thôi, còn bằng không. Cái thế hệ sau người ta dẹp hết, là sống bằng thực tế, không còn cái giờ cái mồ mả mà lai rai khắp trong nước, không có chuyện đó đâu. Nếu 100 năm nữa thôi, đó mình nên nhớ đi. Ngày xưa tôi nhớ ở Sài Gòn á, cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi á, thấy không, nó đường Hai Bà Trưng với đường Điện Phủ bây giờ, người ta mua có rất nhiều tiền mà ta chôn á, là ta chôn hà tiện, người nào chết trước bỏ xuống, người nào chết thứ hai thì là thứ hai, gọi là chôn theo kiểu nhà lầu. Có nhiều cái nhà chôn 4 người một chỗ vậy, chồng lên đào sâu ở dưới đó. Rồi bây giờ còn không? Mất hết. Tôi nhớ là khi mà móc cái nghĩa trang của Mạc Đĩnh Chi, người ta lấy vàng nhiều lắm. Rồi bây giờ nó xin lỗi, mới có mấy chục năm nay mà hồi xưa tôi xin lỗi, ở đây cũng có cái chùa này thôi. Chỉ có 2 nhà, ông ngoại bà ngoại tôi trên kia kìa. Đất này ông ngoại bà ngoại tôi không á. Ổng 11 người con, một người chia 5 mẫu, con tính đi, bao nhiêu đó. Mà giờ nó hết trọi rồi. Mà mới đây thôi, nếu mà cách đây chừng 90 năm, tôi bây giờ 80 mấy hầu đó, 2-3 tuổi, tôi biết ổng bà, nhưng mà giờ không nhớ vậy. Thì bây giờ nên nhớ rằng tất cả cái gì thì nhà nước cũng khuyên mình là địa táng, ở quả táng là tốt. Để gì? Mình di chuyển được, ví dụ cũng được, đem chỗ này qua chỗ kia được. Nhưng mà cái địa táng hay là quả táng, địa táng thì cái nếu mà ta không giải thoát thì người ta ra mồ mả ta giữ, còn nếu mà quả táng thì ta theo cái lưu cốt của người ta. Nếu mà giải thoát thì tốt. Thành ra bây giờ chủ trương thì nên quả táng tốt hơn cái địa táng. Còn ấy, bởi vì cái hiến xác thì phải có chừng, phải hiểu cho sâu, chứ không phải ai cũng muốn. Mà bây giờ nên nhớ là tất cả những, tôi biết thì những nơi hiến xác người ta không có nhận đâu, những cái hài cốt nào rất tốt người ta mới nhận, bởi vì nó nhiều quá mà. Trong cái phòng mà lưu xác thì nó, ví dụ một hai chục cái thôi, chứ giờ mấy trăm cái đều để đâu,
mà nên phải bảo vệ bằng phòng môn thì phải để cho nó tươi hoài, nó tốn tiền nhiều lắm chứ không phải đâu. Thành ra bây giờ mình muốn hiến thì mình đến mình hỏi người ta có đồng ý không, người ta đồng ý rồi, người ta đến, người ta liên hệ với mình, rồi tới ngày nào mình mất thì người ta đến, tự nhiên phải giao liền, không có cái, không có vụ mà đám tang, không có vụ gì là xong, sách đã đi, dần mất vừa mất là ra vòng mấy tiếng hồ, người ta đến, người ta nhận đem về, để người ta ngâm ở trong cái phục môn.